Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chỉnh đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, trời có nắng có mưa, có nóng có lạnh, dạng sự thế gian thay đổi và không có gì bất biến. Trong tử vi cho thấy, trung vận của Kỷ Hợi, họ là người cầm cờ đỏ, đứng đầu đội đen, tức là xui nhiều hơn may, đau nhiều hơn vui, trắc trở, khó khăn nhiều hơn, hanh thông, thuận lợi trong cái đoạn tiền trung vận đó, công sức đổ vào nhiều mà thu hoạch thì chưa tương xứng. Tử vi học có nói rằng, cuộc đời có lúc thăng lúc trầm, lúc thịnh vượng, lúc thất bát, chẳng ai có thể đoán trước được. Cùng với sự xoay dần không ngừng đổi thay qua mỗi ngày của thời thế, vận khí của 12 con giáp cũng có những sự biến đổi liên tục. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, người nào biết nắm chắc cơ hội vào những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn người đó sẽ thành tựu thăng hoa, chặng đường năm mới đã đi quá nữa. Nhiều người đặt ra cho mình những mục tiêu tiêu và dự định để đặt nền tảng vững chắc cho giai đoạn đầu năm, ai cũng mong mình sẽ là con giáp bùng nổ tài lộc, được hưởng giàu sang phú quý. Thế nhưng, đời đâu như là mơ và luôn có những khúc cua, khúc quanh co, luôn thử thách bản lĩnh và ý chí kiên cường của mỗi chúng ta. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, tuổi Kỷ Hợi biết được điều này đến thời cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, giàu sang phú quý. Và đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Kỷ Hợi thân mến, tôi không thích cái suy nghĩ nửa đời rồi mà sao không cứ bình bình mà trôi. Kỷ Hợi không cố gì bản thân thì cũng còn có thân sinh phụ mẫu, còn cả một bầy con cái, thế hệ sau đang trông chờ, nên giờ là thời điểm vàng để có thể cố. Giờ là lúc sức khỏe Kỷ Hợi hãy còn, sức trẻ Kỷ Hợi vẫn có, sức bền Kỷ Hợi cũng duy trì được. Chứ để thêm vài năm, lúc đấy cơ năng trong cơ thể Kỷ Hợi bắt đầu trì trệ, khi đó mới muốn đấu một trận thì quả thực đậm chất bô lão, cố quá mà dễ gãy người. Vấn đề của Kỷ Hợi là gì? Một là họ không biết bắt đầu từ đâu để thay đổi hoàn cảnh, hai là có thể là một thời gian họ sẽ mất đi động lực để duy trì, hoặc giả chưa hiểu rõ cái khái niệm kỷ luật, cách thức để có được sự nhất quán trong hành vi, trong suy nghĩ khi nhập cuộc. Ba là có thể họ có tham vọng nhưng hiện giờ họ hơi hèn đi một tí, vì đời phải cho đi nhiều quá cũng bắt đầu mòn đi một thẹo, vì tuổi tác, môi trường xung quanh, những kẻ bàn lùi cũng có chút sợ nhiều hơn một xíu, vì lỡ thua thì những trách nhiệm chồng chéo trên vai sẽ phải xử lý kiểu gì. Kỷ Hợi sinh 1959 cầm tinh con lợn, đứng ở vị trí cuối cùng trong số 12 con giáp. Tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, bình địa mộc. Địa mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh mộc hay còn gọi là bình địa mộc. Phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng với người mệnh nạp âm,
Bình địa một đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt cho cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực, buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao, hay giúp đỡ người khác nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế. Có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc. Tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Tuổi Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực,
kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương. Cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân. Nhờ vào sự tháo giác, chịu khó, chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Xem tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 cho thấy, thời điểm này, bản mệnh dồn hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu đặt công việc lên trên tình cảm và sức khỏe của mình là điều không nên nhé. Nếu có thể, nên tìm giải pháp cân bằng hơn bằng việc lên kế hoạch, xác định thời gian cho từng việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn bày tỏ quan điểm cá nhân đối với đồng nghiệp. Trong công việc, điều này sẽ mang lại những kết quả bất ngờ. Ngoài ra, tam hội còn mang tới những cơ hội hợp tác thành công để bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong việc ký kết và cùng làm ăn với những người phù hợp, có chung mục tiêu và ý tưởng. Không chỉ có thế, việc tham gia một vài hoạt động ngoài trời sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng. Biết đâu bạn sẽ nhận ra sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu của mình trong công việc chuyên môn, bạn sẽ nhận được thử thách khá thú vị. Một người đồng hành mới sẽ thắp sáng tâm trạng u ám của bạn ở thời điểm này. May mắn là tư duy của bạn cởi mở nên bạn sẵn sàng lắng nghe, cân nhắc thêm chứ không cố tình gạt đi nhanh chóng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, lúc này, con giáp tuổi Kỷ Hợi sẽ dành phần lớn thời gian để lên kế hoạch chi tiết cho những dự án cá nhân và kế hoạch quản lý tài chính. Bạn sẽ cần phải hạn chế nhu cầu mua sắm các vật phẩm xa xỉ, vì đây là lúc các khoản tiết kiệm và đầu tư nên được ưu tiên. Bên cạnh đó, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến, vậy nên đừng cho đi tài năng của mình một cách miễn phí. Những gì bạn nổi trội cũng đều có thể kiếm tiền, đừng xem đó là chuyện đương nhiên. Tử vi 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch cho thấy, tuổi Kỷ Hợi may mắn được thực thần ghé thăm, mang lại cho bản mệnh những buổi gặp gỡ ra tiền. Cho dù đang ngồi ăn cũng nghĩ ra những ý tưởng hay ho để thực hiện, những người bạn cũng có thể là bạn làm ăn trong tương lai nếu hai người cùng chung chí hướng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Căn cứ vào tử vi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, sức khỏe của bản mệnh thời điểm này không thật sự như ý. Thời điểm này bản mệnh dễ bị ho khan, khô mũi, khô da, bạn nên thường xuyên bổ sung nước đủ cho cơ thể, đừng để khát mới uống. Ngoài ra, thời tiết này rất cần cấp ẩm cho da, nên thường xuyên sử dụng dưỡng ẩm cho cả mặt và cơ thể. Đừng quên chống nắng cho dù có những ngày dâm mát khiến bạn chủ quan nghĩ rằng không cần thiết, có dấu hiệu của làm việc quá sức. Vì khi bạn tập trung dường như bạn không thể nào dứt ra khỏi công việc được, hãy cho bản thân được nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo năng lượng, đừng để bản thân kiệt sức nhé. Nhị hắc nhập cung Đông Nam nhắc nhở người mệnh này cần chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Điểm báo phong thủy hàng ngày cho thấy sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm, có thể sẽ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Về chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Hợi trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch, do được tương sinh nên quan hệ với cha mẹ con cái rất tốt. Các mối quan hệ với cha mẹ, con cái sẽ trở nên hòa thuận, thương yêu hơn. Người tuổi Kỷ Hợi trở nên hiền hòa, nhân hậu, dễ dàng thu hút được sự chú ý của đối phương. Tính tình lương thiện, biết chăm sóc người khác nên người có gia đình khá thuận lợi.
Có điều người độc thân hơi thiếu tính thị phi, tự biến mình thành người nhu nhược, thiếu hấp dẫn. Bản mệnh là người chịu đựng khá tốt nhưng quá nhạy cảm, chỉ cần một lời đánh giá nhẹ nhàng từ người khác cũng khiến người tuổi Kỷ Hợi cảm thấy bực tức. Tuổi Kỷ Hợi chú ý nhé. Khi căng thẳng tích lũy hàng ngày và khi chạm đến mức giới hạn thì bạn sẽ khó mà kiềm chế cảm xúc của mình. Khi tức giận, Kỷ Hợi cũng sẽ trút bỏ ra cho đến khi hết sạch toàn bộ những cảm xúc kìm nén từ lâu. Với những người xung quanh thì những cơn bùng phát này của người tuổi Kỷ Hợi khá dữ dội. Khẩu quyết: trong thời điểm này, thu nhập ngày càng tăng, công việc làm ăn buôn bán hanh thông. Quý nhân: tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tiểu nhân: tuổi Sửu, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: nâu, trắng. Con số may mắn: 88, 32 và số 10. Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 5 ngày cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Tử vi từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp dự báo, người tuổi Kỷ Hợi được sao Thiên Đức các tinh đỡ đần nên vận trình rất tốt, vốn dĩ sẽ gặp rất nhiều ngày xung, có thể sẽ khiến bạn khó khăn, rủi nhiều may ít, nhưng nhờ hậu thuẫn của các tinh mà vận trình được cân bằng hơn nhiều, nhưng cũng có trợ lực, bản mệnh cứ cố gắng thì sẽ vượt qua. Nhờ có được Thiên Đức giúp đỡ nhiều nhất trong công việc nên gặp người tốt, công việc hài hòa, dù trắc trở không ít dễ vướng vào những việc khó giải quyết, nhưng nếu đồng lòng, đồng sức cũng không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, để hy vọng đạt được thành tựu rực rỡ thì không thể, chỉ tạm tạm mà thôi. Tài lộc trong những ngày này có một chút thiên tài bên cạnh chính tài, tuổi Kỷ Hợi có lộc nên đầu tư chút ít, làm ăn buôn bán nhỏ hoặc đổi chác qua lại kiếm thêm cũng được, nhưng đừng nên tham lam theo đuổi con đường này, sẽ gặp tổn hao nặng nề hơn nữa. Trong thời điểm này có kiếp tài chủ về mất tiền mất bạc, kiếm được rồi cũng phải chia ra, không giữ lại được. Xấu nhất trong vận trình của những ngày này chính là sức khỏe cản trở rất nhiều dự định của tuổi Kỷ Hợi, vốn muốn làm việc này, việc kia, nhưng việc thân thể yếu đuối, mệt mỏi mà chẳng làm được gì. Thậm chí nhiệm vụ cấp trên giao còn mãi mới hoàn thành, chủ yếu là thời điểm này có thổ dượng hại dạ dày và gây mất cân bằng âm dương, hãy lưu ý hơn tới phương diện này. Tử vi từ ngày 26 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Người tuổi Kỷ Hợi đón những ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch khá vui vẻ và suôn sẻ. Kỷ Hợi là một trong những con giáp có vận trình tốt lành nhất, gặp nhiều may mắn nhất. Điểm đáng lưu tâm nhất là Kỷ Hợi sẽ thay đổi môi trường làm việc theo chiều hướng tích cực, từ đây mở ra những cơ hội mới mẻ, phong phú và nhiều thú vị. Thực chất trong những ngày cuối tháng này, vận trình cũng không quá tốt nhưng nhờ tâm thái vững vàng, cộng thêm may mắn, tuổi Kỷ Hợi đã chuyển mình và đạt được nguyện ước. Trong thời điểm này có điểm báo đổi việc hoặc thay đổi hẳn nơi công tác, nâng cao vị thế của bản thân, cả tiền lương, tiền thưởng cũng có tiến bộ rõ rệt. Ra đường cũng được người khác giúp đỡ, không phải Kỷ Hợi không gặp chuyện khó khăn mà lại có nhiều người giải quyết giúp nên nhẹ nhàng hơn. Không thấy đó là khó khăn, để hạnh phúc nhân rộng, bản mệnh hãy tích cực làm việc thiện, chăm chỉ đỡ đần những người khác nữa nhé. Trong những ngày cuối cùng của tháng, chuyện tình cảm ổn nhưng có sóng ngầm. Thiên Diêu tìm đến Kỷ Hợi là đào hoa nhưng đa nghi, yêu đương thuận lợi xong cũng có những vướng mắc cần giải quyết. Hai người chưa thật sự thẳng thắn với nhau, yên ổn chỉ là tạm thời, nếu cứ tiếp tục thì đây sẽ là nguy cơ khá lớn với mối quan hệ này. Bí quyết cải mệnh của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong 7 ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Người xưa có câu, tiểu phú do nhân, đại phú do thiên, hay có người lại nói, đại phú nhờ vào mệnh, tiểu phú nhờ vào căn. Nhưng tất cả chúng đều mang ý nghĩa rằng một người có thể trở thành đại phú hay không là do ông trời đã định, chúng ta không có cách nào để thay đổi được. Trong khi đó, một người muốn trở thành tiểu phú, người có cuộc sống khá giả thì cần phải có sự nỗ lực cá nhân, cần kiệm mà thành. Hay tạm hiểu rằng trong mệnh mình có cái gì thì dù hiện tại chưa như ý, nhưng sau này mình cũng sẽ được hưởng mà thôi. Ngược lại, trong mệnh không có thì dù có cưỡng cầu cũng không ích gì. Dĩ như ai có số trung lưu, do có phúc phần tích từ kiếp trước, nên dù thế nào cũng không đến nỗi nghèo đói, nếu họ gặp vấn đề sẽ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, bản thân dù cố gắng hết sức thì cũng ở mức no đủ, không lên đến đại phú,
Còn số nghèo thì có thể dùng ý chí để cải thiện số mệnh, nhưng khi cố gắng thì hay gặp trắc trở, không thuận lợi như những người khác, cứ hay lận đận, mà không làm thì không trông chờ được có nhiều sự giúp đỡ, cố gắng hết sức thì cũng dừng ở mức tiểu phú. Còn người nào số đại phú, họ thường được đưa tới những cơ hội để không ngừng vươn lên, tiền bạc có thể đổ về, họ muốn ngừng làm việc cũng không được. Thế nên thông qua câu nói này, người xưa muốn dằn dạy chúng ta rằng, hiện tại của ta dù thế nào cũng không quá quan trọng, chưa giàu thì đừng buồn sầu, mà đang sung sướng cũng đừng vội kiêu căng, dù bạn là ai cũng cứ sống cần kiệm liêm chính, cứ làm tốt việc của mình là đủ rồi, cái gì là của mình rồi sẽ đến. Câu nói trên rất đề cao việc chúng ta sống cần kiệm nhằm đảm bảo cuộc sống an vui, tránh xa nghèo khó, nhưng cũng phải biết đủ, vậy ta phải biết đủ để tâm thôi mệt mỏi. Vì thậm chí trường sinh bất lão hay của cải chất đầy có khi là vô nghĩa, cũng đừng mong làm giàu nhanh chóng vì phước đức của ta cũng chỉ nằm trong một giới hạn nào đó. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.